Kính thưa quý vị, hôm 5 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ tiếp tục lại bắt đầu từ 18 giờ theo giờ Moscow do phía Ukraine không muốn kéo dài lệnh ngừng bắn. Còn phía Ukraine cũng thông báo tạm dừng sơ tán người dân do Nga hứa ngừng pháo kích nhưng vẫn tiến hành bắn phá, Đài RT cho hay. Hôm mùng 5 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ tiếp tục lại, bắt đầu từ 18 giờ giờ Moscow do phía Ukraine không muốn kéo dài lệnh ngừng bắn. Còn phía Ukraine cũng thông báo tạm dừng sơ tán người dân do Nga hướng ngừng pháo kích nhưng vẫn tiến hành bắn phá, đài Reuters cho hay. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga viết, không một dân thường nào có thể rời thành phố Mariupol và Volnovakha dọc theo các hành lang dân đạo. Lực lượng Ukraine đã tận dụng lệnh ngừng bắn để củng cố vị trí của mình. Cơ quan này còn cho biết, không một dân thường nào có thể ra ngoài dọc theo các hành lang nhân đạo được mở và lực lượng Ukraine coi dân thường của các thành phố này là bia đỡ đạn. Trước đó, phía Ukraine yêu cầu một lệnh ngừng bắn tại khu vực xung quanh hai thành phố Mariupol và Volnovakha thuộc tỉnh Donetsk nhằm đảm bảo việc sơ tán dân thường an toàn. Về phía Ukraine, Ukraine cũng đã tạm dừng cuộc sơ tán dân thường và cáo buộc Nga tiếp tục pháo kích dù cam kết sẽ đảm bảo việc sơ tán dân an toàn. Hội đồng thành phố Mariupol cho biết, Moscow tuyên bố ngừng bắn tạm thời để cho phép người dân rời khỏi thành phố Mariupol hiện đang bị lực lượng Nga phong tỏa thông qua các hành lang nhân đạo. Tuy nhiên, ngay sau 12 giờ 40 trưa giờ địa phương ngày mùng 5 tháng 3, việc sơ tán đã bị hoãn lại. Thông báo trên mạng xã hội của cơ quan này viết, phía Nga không tuân theo lệnh ngừng bắn và tiếp tục tấn công Mariupol và các khu vực xung quanh. Hội đồng thành phố còn cho biết thêm rằng, việc sơ tán sẽ tiếp tục sau khi lệnh ngừng bắn được khôi phục. Moscow đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2, cho rằng Nga đang bảo vệ hai nhà nước mà Nga công nhận là Lugansk và Donetsk. Moscow cũng cho biết mục tiêu chiến dịch là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine và chỉ mục kích vào các cơ sở quân sự của Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine đã cáo buộc quân đội Nga đã pháo kích vào các khu dân cư ở Kiev và các thành phố lớn khác, bao gồm cả Kharkov bạn có video hấp dẫn Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo Hãy gửi về PLO A Vòng Pháp Luật tb vn Để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn